Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình Thời sự TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất. Công an Việt Nam bắt đối tượng quốc tịch Anh bị truy nã quốc tế. Ngày 21 tháng 1, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận đã phối hợp với các đơn vị thuộc lực lượng công an và cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế và bàn giao đến cảnh sát Vương quốc Anh để xử lý. Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Nam qua công tác nắm tình hình, theo dõi, xác minh, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ngày 18 tháng 1, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an, Đại sứ quán Anh, Công an thành phố Hội An và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng Divers Kenneth, sinh năm 1944, nơi sinh tại Locquinock, Vương quốc Anh. Divers Kenneth là đối tượng truy nã quốc tế theo quyết định truy nã của Vương quốc Anh, thực hiện các hành vi dâm ô và tấn công tình dục, và theo thông báo truy nã quốc tế của Ban Tổng Thư ký Interpol. Sau khi bắt giữ Divers Kenneth, các đơn vị chức năng đã tiến hành đầy đủ các thủ tục và bàn giao đối tượng cho cảnh sát Vương quốc Anh di lý về nước để xử lý theo quy định, thẩm quyền. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên nhiều doanh nghiệp vận tải gặp khó khăn, hoạt động cầm chừng và tính đến thời điểm này cả nước đã có 103.000 xe trong tổng số 205.000 xe kinh doanh vận tải đã thực hiện lắp thiết bị camera giám sát. Theo đó, nhiều doanh nghiệp khó khăn hoạt động cầm chừng và chỉ có 126.000 xe đang chạy và hơn 79.000 xe chưa khai thác. Trong số 103.000 xe đã lắp camera giám sát, chiếm 81% số xe đang hoạt động và 50% số xe kinh doanh vận tải. Xe du lịch từ 9 chỗ trở lên đạt 100%, xe khách tuyến cố định 91%, xe hợp đồng 69%, xe container 82% và xe đầu kéo 78%. Các tỉnh đạt tỷ lệ phương tiện lắp thiết bị camera giám sát cao gồm Bạc Liêu, Kiên Giang, Hậu Giang 100%, Nam Định, Ninh Thuận, Hà Tĩnh và Lai Châu là trên 90%. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, Hà Nội Metro vừa lên kế hoạch chạy tàu Tết Nhâm Dần 2022 của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. Đáng chú ý, tàu sẽ hoạt động xuyên Tết để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cụ thể, ngày 31 tháng 1 năm 2022, tức là 29 Tết, tuyến hoạt động từ 5 giờ 30 đến 21 giờ. Ngày 1 tháng 2 năm 2022, mùng 1 Tết, tuyến hoạt động từ 9 giờ đến 21 giờ. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2022, tức mùng 2 Tết, tuyến chạy từ 6 giờ 30 đến 21 giờ. Từ mùng 3 Tết, tàu chạy biểu đồ bình thường từ 5 giờ 30 đến 22 giờ. Tần suất các chuyến tàu là 10 phút một chuyến. Sau hơn 2 tháng hoạt động, ngày 13 tháng 1 vừa qua, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước đã chính thức khánh thành với lượng hành khách bình quân là 15.000 người một tháng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế cho biết hiện có gần 4.600 ca COVID-19 nặng đang được điều trị, giảm gần 1.000 trường hợp so với những ngày trước đó. Kể từ đầu dịch cho đến nay, Việt Nam có 2.094.808 ca mắc COVID-19, đứng thứ 28 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 143 trên 224 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, tổng số ca được điều trị khỏi là 1.794.924 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.591 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 3.062 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 750 ca, thở máy không xâm lấn 112 ca, thở máy xâm lấn 647 ca, ECMO là 20 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 36.266 ca, chiếm tỷ lệ 1,7% so với tổng số ca nhiễm. Vâng, hiện nhiều trường đại học đã sớm ra thông báo về kế hoạch đón sinh viên trở lại trường học tập trung sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần tới đây. Các nhà trường đã lên kế hoạch đảm bảo việc học tập và phòng chống dịch bệnh. Đối với những sinh viên chưa được tiêm vaccine đủ 2 mũi thì sẽ được tiêm ngay sau khi trở lại trường. Tại hội thảo, nhiều chuyên gia y tế cho rằng không thể chờ đợi thêm nữa. Đây là thời điểm phù hợp để đưa trẻ em trở lại trường học. Là cái tỷ lệ tiêm bao phủ vaccine cho toàn bộ người dân Việt Nam đã đạt được cái tiêu chuẩn miễn dịch cộng đồng trên 70% đối với cả người dân nói chung,
và đặc biệt là đối với cả cái đối tượng học sinh từ 12 đến 17 tuổi thì chúng ta cũng đã đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã bao phủ được hơn 90% cho mũi tiêm thứ nhất và đối với cả mũi tiêm thứ hai là đã được hơn 70%. Và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng hết sức rõ ràng là đến hết tháng 1 năm 2022 là các đối tượng từ 12 đến 17 tuổi sẽ được bao phủ vaccine 2 mũi một cách toàn bộ các cái đối tượng này. Theo khảo sát của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau một thời gian dài, nhiều địa phương do dịch bệnh chuyển sang dạy học trực tuyến đã phần nào duy trì nhịp độ học tập và đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, nếu kéo dài hơn việc dạy học gián tiếp với các hình thức qua Internet trên truyền hình, thì tác động tiêu cực sẽ lớn dần, ảnh hưởng đến chất lượng dạy học cũng như sức khỏe thể chất, tinh thần của cả người dạy, người học và các đối tượng liên quan. Cái phương án giúp sinh quay trở lại trường vẫn là phương án cần triển khai mạnh mẽ nhất trong thời gian sắp tới. Có rất nhiều việc phải làm để cho cái phương án này có thể thực hiện được. Các công tác chuẩn bị như các cái điều kiện về y tế dự phòng trong trường học, vấn đề cơ sở vật chất, các cái việc tăng cường cái tập huấn cho cả giáo viên, cả phụ huynh, cả các cái đối tượng phục vụ trong nhà trường và tăng cường cái khả năng tự ứng phó xử lý cá nhân để phòng dịch, các cái kiến thức về phòng dịch cho học sinh cũng là điều hết sức cần thiết. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng chỉ đạo, đối với học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm vaccine, việc cho các em đi học trực tiếp trở lại sau Tết Nguyên đán là phù hợp. Còn với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, các địa phương cần có sự chuẩn bị khẩn trương. Trong đó, chuẩn bị về tư tưởng, nhận thức là hết sức quan trọng để tạo sự đồng thuận của phụ huynh, giáo viên, các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng thuận, hợp tác của phụ huynh. Được coi là đặc sản của làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội, những con gà như vậy là được chọn từ trong trứng rồi tiến hành thiến khi còn nhỏ và bán với giá từ 300 đến 400 nghìn đồng trên 1 kg khi đạt trọng lượng là khoảng 3 kg trên một con. Tuy đắt nhưng đặc sản này đang hút khách để phục vụ nhu cầu biếu tặng trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Nếu như gà trống thường chỉ có giá 90.000 đến 120.000 đồng 1 kg, thì gà thái giám giá 300.000 đến 400.000 đồng 1 kg, cao gấp 3 lần. Những con gà nuôi từ 10 đến 11 tháng, trọng lượng 3 đến 3,5 kg, có giá khoảng 350.000 đồng 1 kg, gà nặng từ 4 kg trở lên, giá 400 đến 500.000 đồng 1 kg. Không những trải qua quá trình kỹ thuật thiến đặc biệt và nuôi trong khoảng thời gian gấp đôi gà thương phẩm bình thường, gà thái giám còn được nuôi hoàn toàn bằng thóc, ngô, các loại ngũ cốc, được bổ sung chất dinh dưỡng và canxi bằng cách ăn thêm giun, dế, cua, ốc, ruồi lính đen. Theo quan niệm của nhiều người, con gà là biểu tượng của mặt trời, báo hiệu một ngày mới, sự mới mẻ bắt đầu. Do đó, khi cúng lễ, thường dùng gà trống để cúng, nhưng phải là gà trống choai, không khuyết tật, màu đỏ, mỏ vàng, chân vàng và quan trọng nhất là vẫn chưa đạp mái. Vì thế, gà trống thiến càng được nhiều người lựa chọn.